Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Hôm nay thì có lẽ là tuần này chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta giải các cái đề ôn tập để chúng ta được tổng ôn lại kiến thức. Thì chúng ta có một cái bài thi cuối kỳ nó đạt được kết quả tốt. Chúng ta bắt đầu vào cái đề đầu tiên. Chúng ta bật mic lên và chúng ta trả lời nha các em. Các câu đầu tiên thường khá là đơn giản nhưng mà chúng ta phải làm cho được. Câu 1. Công thức nào sau đây biểu diễn sự liên hệ giữa tần số gốc, tần số và chu kỳ của một dây đồng điều hòa? Ta mời Ly nè. Công thức liên hệ là gì? Ly đâu rồi? Dạ, câu A thôi. Câu A, chúng ta có mối liên hệ là omega bằng 2bs bằng 2b chia cho t. Các bạn chính xác rồi, nhưng mà mối liên hệ giữa nó là mối liên hệ A. Tiếp theo, câu số 2. Độ cao của âm là đặc tính sinh lý gắn liền với đặc trưng vật lý nào? Độ cao nó sẽ gắn liền với đặc trưng vật lý nào? Ta mời bạn Hoàng nào. Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý, nó sẽ gắn liền với đặc trưng vật lý nào đây? Tần số âm này. Đúng rồi, chúng ta sẽ có độ cao thì sẽ gắn liền với tần số của âm. Câu số 3. Cường độ dòng điện trong mạch RLC nối tiếp có phương trình Y bằng 2 cos 100 BT ampe. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là? Thì mời Quân nào, cường độ dòng điện hiệu dụng. Câu C thôi. Chúng ta có Y0 là 2A, như vậy Y hiệu dụng của chúng ta thì bằng Y0 chia cho căn 2. Như vậy chúng ta có đáp án là C, chuẩn rồi. Câu 4. Chu kỳ dao động của con led đơn có chiều dài L tại nơi có gia tốc rộng trường G là biểu thức nào? Thầm mày Cường. Chu kỳ của con led đơn. Câu B là. Đúng rồi, T bằng 2B nhân căn bậc 2 của L nhân G, chuẩn rồi. Câu 5. Thôi thôi. Em mà học bữa mình... cái bữa mình giải đúng thầy. Đúng rồi, cái phải đề đầu tiên đấy. Để thầy gửi lại trong nhóm cho em dễ thôi, cho em dễ tải ngay. Là phải đề đây, đề nhận định là đề thứ hai đấy thầy. Không, đây là đề cái đề đầu tiên đúng thầy. Đúng rồi, đề đầu tiên này có chưa? Rồi, nhận được chưa? Câu số 5. Một con led lò xo gồm lò xo có độ cứng là K, vật nặng có khối lượng là M, dao động điều hòa với tần số gốc là omega. Công thức nào sau đây là sai khi nói về mối liên hệ giữa M, K và omega? Câu này thầy mời Ly nè. Công thức nào là sai? Sẽ chọn vài ly. Công thức nào là sai mình chọn nhanh chứ. Các bạn khác cũng có thể comment bên dưới. Công thức sai của chúng ta là công thức nào đây các em? Công thức này rõ ràng các cái bài tập trắc nghiệm chúng ta nhận thấy ví dụ hai cái đáp án này A và D nó ngược nhau này các em. Như vậy chúng ta thấy rằng đáp án A đúng thì đáp án D của chúng ta nó sẽ sai thôi. Được chưa nào? Khá là dễ. Tiếp theo. Đây là một cái đề thi cuối kỳ của sở Bình Thuận, người ta thi chung tất cả các trường trong tỉnh luôn chứ không phải là thi riêng. Câu số 6. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách từ vị trí cân bằng của một bụng đến một nút gần nhất bằng bao nhiêu?
Thầy mời Hoàng Nam. Vị trí cân bằng của một bụng bụng đến một nút gần nhất là bao nhiêu? Thế thầy là 1/4 bước sóng này. Đúng rồi, 1/4 bước sóng. 4. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của một nút đến vị trí cân bằng của một bụng gần nhất là 1/4 bước sóng. Câu 7. DDF xoay chiều và hai đầu động mạch chỉ chứa tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ như thế nào? Thầy mời Quân. Động mạch mà chỉ chứa tụ thì cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ như thế nào? Câu C thầy, sóng xe thầy. Đúng rồi, mạch mà chỉ chứa tụ điện thì chúng ta sẽ có là cái cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch. Câu D. Câu D. Sớm pha hơn là chứa nguồn cảm mà thầy. Cường độ dòng điện trong mạch. Ủa nhớ nhầm hả Hoàng? Mạch chứa tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch của chúng ta nó sẽ sớm pha hơn điện áp hai đầu động mạch thì đúng rồi. Mạch này là mạch chỉ chứa tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch nó sẽ sớm pha hơn điện áp hai đầu mạch một góc là pi trên 2. Câu này sao chúng ta lại nhớ nhầm được? Nhớ cái giãn độ vector của nó này, trục này là trục y, UC của chúng ta hướng xuống này, UL của chúng ta hướng lên này. Đúng không Cường? Đúng rồi thầy. Sao sao cường độ dòng điện trong mạch thì à đúng rồi. Cường độ dòng điện trong mạch chứa tụ thì nó sẽ sớm pha hơn điện áp hai đầu tụ. Đúng rồi thầy, lớn hơn điện áp điện áp hai đầu tụ. Thì Hoàng nói gì Hoàng? Hoàng vừa nói gì đấy? Em đọc lộn rồi. Câu số 8. Thầy mời Cường nào, điểm M nằm trong vùng giao thoa. Hai sóng kết hợp cùng pha để điểm M dao động biên độ cực đại thì phương trình nào sẽ ra là đúng? B rồi. Đúng rồi, câu này phải làm thật là chính xác và còn nhanh nữa. Câu 9, một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 12 cos 4 bt cm, biên độ dao động của vật là bao nhiêu? Ly nào? Dạ. Ủa dạ 12. Đúng rồi, 12 cm. Và chúng ta chọn đáp án là D. Những câu đầu khá là nhẹ nhàng. Câu 10. Một sóng cơ lan truyền với trong môi trường với tốc độ là 400 m/s và bước sóng là 4 m. Hỏi chu kỳ dao động của sóng này là bao nhiêu? Thầy mời Quân nào. Chu kỳ dao động của sóng. Câu B thầy. Chúng ta có lambda thì bằng V nhân cho T. Và thì T chúng ta chỉ việc lấy lambda chúng ta chia cho V, tức là ta lấy 4 chúng ta chia cho 200. Chúng ta được kết quả là 0,02 giây. Đáp án là B, chuẩn R. Tiếp theo. Câu 11. Một sợi dây có chiều dài L, hai đầu cố định, khi có sóng dừng gọi K là số bụng sóng. Chiều dài của sợi dây thỏa mãn điều kiện nào sau đây? Thầy mời Hoàng nào. Thầy đáp án C. Đáp án là C. L của chúng ta bằng K lambda chia cho 2. Đúng rồi. Câu 12, sóng dọc là sóng nó có phương dao động như thế nào? Cường. Câu C thôi. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của chúng ta nó trùng với phương tiền sóng. Đúng rồi nè. Câu 13. Cơ năng của con led lò xo không được tính bằng biểu thức nào sau đây? Lưu ý là không được tính nha. Thầy mời Ly. Dạ câu D. Đúng rồi, câu D nó chỉ là biểu thức của động năng thôi. Câu 14. Hai âm có cường độ chênh lệch nhau là 20 decibel.
hỏi tỷ số cường độ âm của chúng là bao nhiêu. Thầy mời Quân. Hai em có cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB thì tỷ số cường độ âm của chúng là bao nhiêu? Quân đâu rồi? Các em có thể comment bên dưới đáp án là gì? Thứ hai là 100 thầy. 100. Tỷ số cường âm của chúng là 100 decibel. Rồi chúng ta thử nào. Ở đây người ta cho chúng ta độ chênh lệch về mức cường độ âm. Yêu cầu chúng ta tìm tỷ số của cường độ âm. Mức cường độ âm và cường độ âm đã liên hệ với nhau qua biểu thức là L bằng 10 loga cơ số 10 của Y chia cho Y0. Như vậy L1 của chúng ta thì nó sẽ bằng 10 loga Y1 chia Y0. L2 của chúng ta thì tương tự, nó cũng sẽ bằng là 10 nhân loga cơ số 10 của Y2 chia Y0. Chúng ta đọc là log đấy. Thế thì hai âm này nó có độ chênh lệch nhau là 20. Chênh lệch mà, tức là chúng ta có L1 trừ cho L2, nó sẽ bằng 20. Chúng ta lấy L1 chúng ta trừ cho L2 thì chúng ta sẽ có là 10 log của Y1 chia Y0 trừ 10 log của Y2 chia Y0. Mặt khác, theo tính chất của cái hàm loga thì trừ là người ta chia cho nhau. 10 là nhân tử chung ta đặt ra bên ngoài, log thì ghi lại, chia hai cái số hàng trong hàm log chúng ta chia cho nhau thì chúng ta còn là Y1 chia cho Y2. Như vậy thì tóm lại vấn đề, sau khi biến đổi chúng ta thu được một cái phương trình là 20 decibel sẽ bằng 10 log của Y1 chia cho Y2. Thì đơn giản 10 ở hai vế đi thì vế phải chúng ta còn 2 bằng log của Y1 chia Y2. Thầy tiến hành mũ 10 hai vế lên thì ở vế trái chúng ta có 10 mũ 2. Hàm mũ 10 với hàm log, tức là hàm loga cơ số 10 là hai hàm ngược nhau, nên vế phải bây giờ nó chỉ còn là Y1 chia cho Y2, dễ dàng nhận thấy thì nó bằng 100. Đáp án của mình sẽ là A. Không biết các bạn đã rõ được cái phép biến đổi toán học của cái hàm loga này chưa? Ly có biết được biến đổi, cách biến đổi này không Ly? Dạ chưa, mà để em chép lại rồi. Ủa trên lớp mình học hàm loga rồi chứ phải không Ly? Dạ học rồi thầy. Đấy, ghi lại đi. Loga thì trừ thì chia cho nhau, còn nhân thì cộng lại cho nhau thôi. Cường có biết cách biến đổi này không Cường? Thì biết rồi. Vậy sao không chỉ ông Ly với? Câu 15. Dòng điện xoay chiều là dòng điện như thế nào? Ta mời bạn Linh mới vào nè. Thứ hai là chọn câu D, dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian. Và đúng rồi, đáp án của mình là D. Câu 16. Chọn phát biểu sai. Trong mạch điện xoay chiều có RLC nối tiếp, khi điện dung của tụ điện thay đổi và thỏa mãn điều kiện là C bằng 1 trên omega bình nhân trên L thì phát biểu nào sẽ ra là sai? Thằng mời Cường. Câu B này. Đáp án của em là gì? Đáp án là gì chứ em hỏi luôn ngược lại vậy? Là câu B này. Cường đặt ra chọn là B. Vì sao Cường chọn B? Vì thứ nhất hai đầu cùng kém sẽ đạt cực đại thì nó sẽ đây hiện tượng cần thứ được thầy. Ở đây chúng ta phải phân tích bài toán như sau này.
Ở bài toán này người ta cho chúng ta một điều kiện, đó là C bằng 1 trên omega bình nhân trên L. Đấy, nếu bạn nào mà để ý thì chúng ta nhận thấy ngay một điều rằng là C mà bằng 1 trên L omega bình, đó chính là điều kiện để xảy ra gì các em? Cộng hưởng. Đó, điều kiện để xảy ra cộng hưởng đấy. Và là cái mạch của chúng ta đang ở trạng thái cộng hưởng. Mạch đang ở trạng thái cộng hưởng thì chúng ta sẽ có những cái phát biểu nào là hợp lý? Rồi Khi xảy ra cộng khi xảy ra cộng hưởng thì z của chúng ta nó phải bằng giật mình. z min. Đúng chưa? Như vậy rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái phát biểu A của chúng ta là không hợp lý rồi này. Tổng trở của mạch đạt là giá trị lớn nhất là không đúng rồi này. Tuy nhiên để chúng ta xem thử các phát biểu bên dưới nó như thế nào. Đó, có thể đó gây ra một vài nhầm lẫn. IB, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. IC, điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt cực đại. ID, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm là bằng nhau. Như vậy rõ ràng là cái ý C của chúng ta là đúng rồi này, là ý đúng. Bởi vì khi xảy ra cộng hưởng thì y của chúng ta là y mát đúng không em? Khi xảy ra cộng hưởng thì y bằng y mát. Mà UR lại bằng y nhân R. Y mát thì dẫn đến là điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở cũng là cực đại, đúng rồi. Bởi vì khi xảy ra cộng hưởng ID điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm bằng nhau, điều này chính xác rồi, bởi vì xảy ra cộng hưởng thì ZL bằng ZC dẫn đến là UL sẽ bằng UC cũng đúng. Tuy nhiên ở cái IB này thì phát biểu này nó cũng không đúng này. Và bạn Cường đã để ý cái đáp án B này cũng hợp lý. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, cái này không phải rồi. Tí nữa ta sửa lại. Câu 17. Điều kiện để hai sóng giao thoa gặp nhau và giao thoa được với nhau là gì? Là mời Quân. Câu B thầy. Đúng rồi, hai nguồn phải là hai nguồn kết hợp. Hai nguồn kết hợp thì nó phải thỏa mãn ba cái điều kiện. Thứ nhất là cùng tần số này, cùng phương và có hiệu số pha không đổi thời gian. Cố gắng nắm thật chắc lý thuyết cho em, chắc chắn về mặt lý thuyết. Câu 18, ta mời Hoàng nào. Tổng trở của mạch, vấn đề là đúng rồi, tổng trở của mạch Z sẽ bằng căn mặt 2 của R bình cộng ZL trừ C tất cả bình. Câu 19, ta mời Ly chọn câu sai khi nói về dao động cưỡng bức của một hệ. Thưa thầy, cái hay là có B. Câu B, biên độ của dao động cưỡng bức ổn định không phụ thuộc vào tần số của ngoại lực cưỡng bức. Thầy mời Linh nào, Linh có chọn đáp án nào nữa không? Dạ không này, em muốn chọn câu B câu 19 này. Đúng rồi, rõ ràng là chúng ta biết rằng dao động cưỡng bức thì chúng ta sẽ thấy rằng là biên độ nó sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố này. Thứ nhất là biên độ của ngoại lực cưỡng bức và thứ hai là độ chênh lệch của ngoại lực cưỡng bức với độ chênh lệch tần số của ngoại lực cưỡng bức với tần số dao động riêng của hệ. Ở đây người ta lại nói là không phụ thuộc, vậy là ý này là không đúng. Câu 20, ta mời Linh nào. Thứ hai là chọn câu C. Gia tốc cực đại của vật là omega bình a, chuẩn rồi. Câu 21, ta mời Cường. Chu kỳ dao động con lắc xấp xỉ bằng. B thôi. Rồi, chu kỳ của con lắc là so 2π nhân căn bậc 2 của m chia k. M của mình là 0.25, k của mình là 100. Không phải 314. Như vậy đáp án là B. Nãy giờ chưa tính toán gì cả. Câu 22, thầy mời Hoàng nào.
đáp án B rồi. B 0,08. Ở đây chúng ta có chiều dài biến thiên từ 10 đến 18 cm, và thì biên độ của chúng ta nó sẽ bằng là 18 là chiều dài lớn nhất này, trừ cho 10 là chiều dài nhỏ nhất, chia cho 2. Chúng ta thấy rằng là 18 trừ 10 là 8, chia 2 là 4. 4 cm. Cơ năng, người ta hỏi động năng cực đại mà, động năng cực đại nó chính là cơ năng 1 phần 2 K A bình. Rồi thử tính nào, 1 phần 2 K của mình là 100, A của mình là 0,04, bình phương lên chúng ta được đáp án là 0,08 joule. Đáp án là B, chuẩn rồi. Câu 23 là mời Quân nào. Đúng rồi. Câu C thầy. Linh C, Quân chưa có quả à? Câu C thầy, làm mới làm. Chúng ta tính bước sóng ra, chúng ta có bước sóng bằng V chia cho F. V của mình là 30 này các em, F của mình là 15, như vậy là bước sóng là 2 cm. Để tính số cực đại thì người ta chỉ việc xét đơn giản cái tỷ số S1, S2 chia lambda là được. S1, S2 chia lambda, S1, S2 của mình là 48,2 mà mình chia cho lambda là 2 thì mình còn 4,1. Vậy là K của chúng ta nó sẽ nhận các giá trị là 0, cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, cộng trừ 4, nghĩa là chúng ta sẽ có 9 chín điểm dao động ở biên độ cực đại ở trên đoạn S1, S2. Câu 24. Đương nhiên là các em cũng có thể là dùng cái bắt phương trình ghê các em, nhưng mà chúng ta có thể làm cách này nó sẽ nhanh hơn. 24 mời Ly nào. Trong 1 giây, quãng đường mà vật đi được là bao nhiêu? Câu A. Câu A 32. À, chúng ta chỉ việc là tính xem cái chu kỳ của chúng ta là bao nhiêu. Đề bài cho chúng ta cái phương trình rồi, để tính chu kỳ chúng ta chỉ việc lấy 2 pi chia cho omega. Omega là 4 pi, như vậy là chu kỳ chúng ta là 0,5 giây. Chúng ta nhận thấy rằng cái khoảng thời gian mà bài toán cho nó là 2 lần chu kỳ. Mà chúng ta biết rằng quãng đường mà đi được trong một chu kỳ là 4A, như vậy là 2 chu kỳ là 8A. 8 nhân 4 thì bằng 32 cm. Chuẩn rồi. Câu 25. Mời Linh nào. Dạ thứ hai là câu C. Câu C. Khi lò một con led lò xo dao động điều hòa biên độ là 20 cm, khi lò xo có chiều dài cực đại. Khi lò xo của chúng ta mà có chiều dài cực đại á, thì lúc này cái độ biến dạng của lò xo chính bằng biên độ, đúng như nào? Nhưng mà để tính độ cứng của lò xo, chúng ta chỉ việc lấy lực đàn hồi chúng ta chia cho độ biến dạng, nghĩa là chúng ta sẽ lấy 4,8 newton và chúng ta chia cho 20 nhân 10 mũ trừ 2, và chúng ta được là 240 newton trên mét. Đáp án là C. Bởi vì đây chỉ là một đề thi học kỳ thôi nên nó cũng không thật sự là nhiều, quá nhiều câu khó. Câu 26 là mời Cường nào. Số E 26 bạn Cường chọn câu A. Một chiếc xe máy đang chạy trên một cái đường lát gạch thì cứ 9 mét thì là có một cái rãnh nhỏ. Chu kỳ dao động riêng của khung xe là 1,5 giây. Để xe bị sốc mạnh nhất thì xe phải chuyển động với cái vận tốc là bao nhiêu? Ở đây là bài toán về dao động cưỡng bức nha các em. Dao động cưỡng bức. Để xe mà bị sốc mạnh nhất, lưu ý là mỗi
xe của chúng ta cứ mỗi lần đi qua một cái rãnh thì bị sốc một lần, nó bị sốc. Thế thì để cho cái xe của chúng ta bị sốc mạnh nhất thì theo điều kiện cộng hưởng của chúng ta là tần số của ngoại lực cưỡng bức phải bằng tần số riêng của hệ, hay nói khác là chu kỳ cưỡng bức phải bằng chu kỳ riêng. Mà chúng ta có chu kỳ riêng là bằng 1,5 giây, như dẫn đến là cái chu kỳ cưỡng bức của mình sẽ được cũng là 1,5 giây. Chúng ta có thời gian rồi. Như đã phân tích, cứ đi được một đoạn 1,5 mét thì chúng ta bị sốc một lần do đi qua cái rãnh. Và thì có thời gian giữa hai lần là 1,5 giây, quãng đường là 9 mét thì vận tốc của chúng ta, các em chỉ việc lấy quãng đường chia thời gian 9 mà chia cho 1,5, chúng ta sẽ bằng 6 mét trên giây. Đáp án là A. Câu 27, thầy mời Hoàng nào. Hai bảy B thầy. Hai bảy B có thể nhận được giá trị nào, làm thế nào để nhận được để chọn đáp án B? Mình dùng cái a nó lớn luôn, a nó lớn hơn hoặc bằng trị của a một từ a hai, nhỏ hơn bằng a một cộng a hai. Ở đây chúng ta có bài toán tổng hợp hai dao động điều hòa. Chúng ta nên biết rằng là hai dao động điều hòa khi tổng hợp lại với nhau thì biên độ của dao động tổng hợp nó sẽ nằm trong cái khoảng là a một trừ a hai lấy tuyệt đối và nhỏ hơn a một cộng a hai. Cái tình huống bên này nó sẽ tương ứng với hai dao động là ngược pha. Còn tình huống bên này nó sẽ tương ứng với hai dao động là cùng pha. Như vậy là chúng ta thấy rằng là biên độ dao động của ta là nhỏ nhất khi hai dao động này là ngược pha nhau và lớn nhất khi hai dao động này cùng pha. Nếu hai dao động ngược pha thì chúng ta nhận thấy rằng là cái biên độ bây giờ nó sẽ là 12 trừ cho 5 là 7. Như vậy A min của chúng ta là 7 này. A max là 12 cộng cho 5 là 17. Vậy là chúng ta thấy một điều rằng là cái biên độ của dao động tổng hợp nó phải nằm từ 7 đến cho 17. Từ 7 đến 17, thế thì chúng ta sẽ loại đáp án nào? Từ 7 mà đến 17, thế thì 4 là không nhận được này. 6,5 cũng không nhận được này. 18,6 cũng không nhận được này. Như vậy đáp án mà người ta nhận được chỉ có thể là đáp án C thôi. Rõ chưa? Câu 28, thầy mời Quân nào. B thầy. B. Thực hiện 20 dao động toàn phần, tức là cái khoảng thời gian này nó bằng 20 lần chu kỳ. Chúng ta tính chu kỳ ra trước con nào. Chu kỳ của mình là bằng gì? 2pi nhân cho căn bậc 2 của L là 1,21 chia cho G. G người ta lấy là pi bình. Và chu kỳ của mình là 2,2 giây. Vậy 20 chu kỳ là 44 giây, chuẩn rồi. Câu 29, thầy mời bạn Ly nào. Hai dao động trên cùng trục OX theo các phương, theo các phương trình là X1 và X2. Dạ câu D. Câu D, X bằng 3 căn 3. Ở đây chúng ta có thể làm nhanh bằng cách là sử dụng số phức. Con nào ta chuyển sang số phức này, mình chỉ việc nhập vào 3 0, anh này là 6 với cả là 120 độ. Số kết quả ship 23 bằng, chúng ta được là 3 căn 3 và 90. Vậy đáp án của chúng ta là D. Câu 30, mời bạn Cường nào.
30D thôi. 2 cm. Và Cường dùng cách nào để được 20 cm đây? Tìm ra biên độ nó dựa theo cái công thức ấy lại. A M được tính bằng 2 lần A nhỏ đúng không? Nhân giá trị tuyệt đối của cos bi D1 trừ D2 chia cho lambda. Thay số vào. 2 lần A nhỏ của mình là 2. Nhân giá trị tuyệt đối của cos bi D1 của mình là 15, D2 của mình là 20. Lambda của mình là bao nhiêu nào? Lambda thì bằng 2 pi v chia cho omega. Mười lăm thôi. 15. Năm đen là bằng 15. Và thay vào đây kết quả là bao nhiêu Linh? 15 bằng 2 đúng rồi. 15 trừ cho 20 là còn 5 này, 5 mà chúng ta chia cho 15 được 1/3 này, cos của bi trên 3 là 1/2 bằng 2 đúng rồi. Đơn vị là 2 cm. Đáp án của mình là C. Câu 31 thì mời Linh nào. Nhà thứ hai là chọn câu D. Câu D, Linh làm thế nào để được câu D? Hiện tại là áp dụng công thức U bằng căn UR bình cộng UL rồi UC tất cả bình. Đúng rồi. Tìm ra được U xong rồi suy ra U không bằng nhau cho căn 2. UR bình này cộng cho UL trừ UC tất cả bình. Thay số vào thôi. UR đề bài cho chúng ta là 40, UL là 50, UC là 80, bình. Dễ dàng nhận thấy là 50 mà trừ cho 80 là được 30. 345 bộ số Pythagore mà chúng ta sẽ thu được là 50V. Nhưng mà người ta hỏi là giá trị cực đại nha các em, hỏi là hỏi cực đại này. Ta phải nhân để chúng ta phải nhân thêm cho căn 2 nữa. Câu 32. Thầy mời bạn Hoàng nào. Câu 32 đáp án B. Đáp án B. Mình làm thế nào để được B đây? Thầy chấp nhận bằng ly xíu thôi. Tức là ta có sóng dừng ở hai đầu cố định thì ta sẽ có là L bằng K của lambda chia 2, Đúng rồi. mà có cái nút sóng, có nút sóng là năm nút sóng là có năm nút sóng suy ra K bằng 4. Có 5 nút sóng thì ta sẽ có từng nguyên 4 bụng. Như vậy là K ta bằng 4. K ta bằng 4. Thế thì chúng ta thay vào thôi. Từ đây chúng ta có này. L của mình bằng K. Lambda chúng ta thay bằng V. Chia F. K của mình chúng ta xác định bằng 4 rồi này. L đề bài cho là 1 mét này. F đề bài cho là 50 hết. Từ đây chúng ta sẽ tìm được V. Vậy thì V của chúng ta sẽ bằng 2F là 2 nhân 50 chia cho 4 bằng 25 mét trên giây. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ có một vài câu tính toán. Về cơ bản chúng ta làm đến câu 32 là nằm vào vùng an toàn khá rồi. Về các câu sau chúng ta làm được, điểm nó sẽ cao hơn. Câu 33. Một sóng cơ truyền dọc theo trục OX với cái phương trình là U bằng 20 cos 200 BT trừ 20X. Trong đó X là tọa độ được tính bằng mét, T tính bằng giây, tốc độ truyền sóng có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu? Thì mời Ly nào. Tốc độ truyền sóng. Dạ có B thầy. Câu B 31,4. Làm thế nào để được 31,4 này Ly? Đi chạy đâu rồi?
là chúng ta chỉ việc lấy cái hệ số đứng ở phía trước t này, chúng ta chia cho hệ số đứng phía trước x. Cũng như là như vậy chúng ta sẽ lấy v, chúng ta lấy hệ số đứng phía trước t là 200 pi, chúng ta chia cho hệ số đứng phía trước x là 20, và chúng ta còn là 10 pi. Mua xì nữa anh Kim. Mười bi thì ta sẽ tương ứng là bao nhiêu em? 31,4 m/s. Đáp án chúng ta là bi. Còn không thì chúng ta có thể dựa vào cái phương trình là gì? U bằng a cos omega t trừ 2 bi x chia lambda. So sánh hai phương trình, chúng ta sẽ tìm được omega và tìm được lambda, từ đó chúng ta cũng tìm được v. Nhưng mà về cơ bản muốn nhanh thì chúng ta chỉ việc lấy hệ số đứng phía trước t, chúng ta chia cho hệ số đứng phía trước x là sẽ được v thôi. Câu 34. Mời Linh nào. Độ lớn vận tốc của vật hỏi tốc độ. Câu B thầy. Hai là câu B thầy. Câu B. Ở đây chúng ta có thể làm nhanh này, bởi vì chúng ta có là cái ly độ của chúng ta nó đang bằng căn 3 trên 2 biên độ. Và thì chúng ta có thể suy ra nhanh là cái tốc độ của chúng ta bây giờ nó sẽ bằng 1/2 tốc độ cực đại. Mà tốc độ cực đại của mình là omega nhân cho a, tức là 60. Thế thì v chúng ta suy được là 30 ngay. Nếu bạn nào mà chưa nhanh được, chúng ta có thể bắt đầu lại từ cái hệ thức này, hệ thức độc lập thời gian cho x và v cũng được. Tiếp theo, câu 35. Đặt điện áp xoay chiều U bằng U không cos 100 t cộng B trên số và hai đầu một đoạn mạch chỉ trước cuộn cảm thuần là L bằng 1 trên B Henry. Ở thời điểm mà điện áp hai đầu đoạn mạch của chúng ta là 200 thì cường độ dòng điện trong mạch là 2 A. Hỏi biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là gì? Rồi, mời Cường. Câu A rồi. Câu A, Cường làm thế nào để được A này? Tôi thầy dùng cái biểu thức vuông phe thôi. Ừ, đầu tiên là cứ phải tính với L đã đúng không? Với L dễ thoát là bằng bao nhiêu ôm? 100. 100 ôm. Mạch của chúng ta là trước cuộn cảm thuần nên chúng ta có điện áp hai đầu mạch là nó vuông pha với cường độ dòng điện. Như thế nào? Đương nhiên là để viết được biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là chúng ta phải biết được là cái Y0 với cả cái pha ban đầu của nó. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là đoạn mạch mà chứa cuộn cảm á, thì cường độ dòng điện là trễ pha hơn so với điện áp một góc là bi trên 2. Mà bài toán đã cho chúng ta pha ban đầu của điện áp là cộng bi trên 6 rồi, thì chúng ta suy được là cái pha của Y phải là trừ bi trên 3. Pha của Y là trừ bi trên 3, như vậy loại B, loại C. Bây giờ chúng ta tìm Y0 thôi. Anh này vuông pha mà, thì chúng ta luôn có là U chia U0 tất cả bình cộng Y chia 0 tất cả bình bằng 1. Chúng ta cần tìm Y0 nha các em. Chúng ta cần tìm Y0 nên chúng ta sẽ biến đổi ở đây một bước nữa, đó là chúng ta sẽ đưa U0 về thành là Y0 nhân cho Z. Z này là ZL, bởi mặt của chúng ta là chứa ZL thôi mà. Bên này chúng ta có Y chia 0 tất cả bình bằng 1. Vậy thì từ đây thầy sẽ có này, Y của chúng ta nó sẽ bằng căn bậc 2 của U chia ZL tất cả bình cộng Y bình. Thầy vào U của chúng ta là 200 mà chia cho ZL là 100 và là còn 2.
y của chúng ta là 2, 2 bình cộng 2 bình căn bậc 2 là 2 căn 2. Có biên độ là 2 căn 2 rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Câu 3 số, ta mời bạn Hoàng nào. Câu 3 số đáp án C. Rồi, con trình bày cách làm được C. À, giờ tôi thầy là mình tính với L với ZC ra. Ừ, ZL bằng bao nhiêu? Không. Tôi thầy là ZL bằng 60 thầy. 60 ohm, ZC. ZC bằng bao nhiêu? ZC bằng... ZC bằng... bằng... cái xe 40 ohm thôi. 40 ohm thì từ ghi nãy giờ rồi là còn tính chưa ra nữa. Cái xe 40 ohm. Thế thì chúng ta tính tổng trở của mạch thôi. Tổng trở của mạch. Dạ. Yeah. Z của chúng ta thì sẽ bằng là căn bậc 2 của R bình cộng ZL. R của mình là 20 căn 3 này, ZL trừ ZC là 20 này. Vậy trên này ta sẽ được là 40 40 ohm. Đúng chưa? Có Z rồi, chúng ta tìm Y0. Y0 sẽ bằng U0 chia cho Z. U0 của mình là 200 căn 2 mà Z của mình là 40, như vậy là chúng ta còn là 5 căn 2. Chúng ta loại đi đáp án A và D. Bây giờ chúng ta tìm độ lệch pha giữa U và Y thì chúng ta sử dụng cái gì đây? Chúng ta có tan phi thì bằng ZL trừ ZC chia cho R. Vậy thì chúng ta có phi nó sẽ bằng arc tan của ZL trừ ZC chia cho R, tức là bằng arc tan của 60 trừ 40 chia 20 căn 3 là bằng bao nhiêu độ? Sit tan. Sit tan của 60 trừ cho 40 này chia cho 20 căn 3 bằng 30 độ. Vậy là chúng ta có là điện áp hai đầu mạch nó sẽ sớm pha hơn cường độ một góc là pi trên 3. Với pha ban đầu của U là 0, như vậy là pha ban đầu của Y phải là trừ pi trên 3. À, trừ 30 độ là trừ pi trên 6, thì nhầm. Như vậy đáp án của mình sẽ là C. Ly làm được câu này không em? Dạ được. Rồi, tiếp theo 37. Rồi, mời Cương. Trên mặt nước tại hai điểm S1 S2 cách nhau là 8 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số là 15 Hz luôn cùng pha nhau. Biết tốc độ của sóng trên mặt nước là 30 cm. Coi biên độ sóng là không đổi khi truyền đi, số điểm dao động với biên độ cực đại trong đoạn thẳng S1 S2 và cùng pha với hai nguồn là bao nhiêu? Nhà Linh có vấn đề không? Sao thấy thầy xem thầy đăng nhập cả hai thiết bị nó bình thường mà Linh?
Linh đang xài MacBook nó không hợp nó lát rồi. Cường, có quả chưa? Ba bảy đê thoại. Ba bảy đáp án là gì? D hả? D rồi. Rồi, làm thế nào để được D? Thì tính nhanh nó ra thoại. Ừ, tính nhanh là tính sao? Là cái khoảng cách chia cho cái lambda thôi. Em đọc kỹ D nó chưa? Ra một cái khoảng k thôi. Dạ? Đọc kỹ D chưa? Đầu tiên là cứ tính bước sóng ra để đó rồi người ta xử lý tiếp bước sóng bằng V chia cho F là bằng bao nhiêu? 2 rồi. 2 cm. Tiếp tục là em cũng xét AB chia lambda chứ gì nữa. Bằng 8 chia 2 là bằng 4 đúng không? Vậy là bạn có được là K của mình là bằng 0 đến cộng trừ 4 tức là bằng 9 chứ gì Cường? 7 thôi, 7 thôi, không kể hai nguồn rồi. Không kể hai nguồn. Tuy nhiên cái bài toán ở đây chúng ta nên nên để ý là để ý thật kỹ. Cái vấn đề không phải là không kể hai nguồn hay là kể hai nguồn, mà cái câu trả lời của em nó chưa chưa phải là câu hỏi bài toán. Bài toán hỏi là bài toán không chỉ hỏi là số điểm dao động biên độ cực đại, mà nó không chỉ hỏi như thế này, mà nó câu hỏi phải kèm theo điều kiện là cùng pha với nguồn. Kèm theo điều kiện là cùng pha với nguồn nữa. Và thì mình đã để ý cái điều kiện của nó là cùng cái điều kiện là cùng pha với nguồn của nó chưa? Nếu chưa thì rõ ràng câu trả lời mình nó không đúng. Câu trả lời của mình nó sẽ không đúng. Và chúng ta xử lý như thế nào được Cường? Câu B đúng rồi, bốn cái là cùng pha là cái điều kiện nó là 2pi d chia cho lambda bằng 2kb rồi. 2pi d chia lambda bằng 2kb. Là chia cho d bằng k nhân lambda thôi. D bằng k nhân lambda. Rồi xử lý cùng điều kiện cùng pha. Đầu tiên là chúng ta có tất cả là số cực đại là 9 cực đại ứng với k chúng ta là 0 đến 4. 0 cộng trừ 1 cộng trừ 2 cộng trừ 3 cộng trừ 4 là 9. Mà trong số 9 cực đại này thì chúng ta sẽ phải chọn ra những cái cực đại nào mà nó cùng pha với nguồn. Thế thì để dễ hình dung đó, chúng ta có thể vẽ ra để ta thấy. Một trong những cái cách mà chúng ta tưởng tượng dễ nhất cho cái bài toán đó là cực đại trên đoạn thẳng nối hai nguồn đó, là chúng ta có thể tưởng tượng cái hình ảnh của sóng dừng. Lưu ý ở trên đoạn thẳng nối hai nguồn của chúng ta thì trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn nó là một cái cực đại. Cực đại này ứng với k bằng 0. Và các cực đại khác nó sẽ phân bố xen kẽ như thế này. Phân bố xen kẽ về phía hai bên. Về phía hai bên. Nghĩa là mỗi bên của chúng ta nó sẽ còn bốn cái cực đại nữa. Đương nhiên là chúng ta sẽ không tính hai cái điểm là trùng với nguồn nữa, bởi vì chúng ta có, bởi vì nếu nó đã là trùng với nguồn rồi thì nó sẽ chắc chắn nó cùng pha với nguồn rồi, chúng ta sẽ không xét cái nó nữa. Chúng ta xét những điểm còn lại đó là từ k bằng 0, 1, 2 và 3 thôi. Thế thì trong các cực đại ứng với k bằng 0, k bằng cộng trừ 1, k bằng cộng trừ 2 và k bằng cộng trừ 3 thì cái cực đại nào nó sẽ cùng pha với nguồn? Cái cực đại nào nó sẽ cùng pha với nguồn? Thật ra nó có một cái cách để chúng ta có thể hình dung và làm như sau. Đó là chúng ta xem cái hình ảnh giao thoa ở trên đoạn thẳng nối hai nguồn nó giống như hình ảnh của sóng dừng. Và các cái cực đại nó sẽ là các cái bụng sóng. Như vậy ở đây chúng ta tưởng tượng rằng là tại k bằng 0 là một bụng sóng. Tương tự như thế đây cũng là một cái bụng sóng. Đây là một bụng sóng. Thế thì áp dụng kết quả của sóng dừng, có lẽ là chúng ta không học cái bài nâng cao đó nên chúng ta không biết đó là gì. Các cái bụng sóng mà liên tiếp nhau á thì nó sẽ dao động ngược pha nhau. Vậy k bằng 0 nó sẽ ngược pha với k bằng
bằng 3, ngược pha với K bằng bằng 5. Thì nhầm chứ, K bằng 0 nó sẽ ngược pha với K bằng 1, nó sẽ ngược pha với K bằng bằng 4 và nó sẽ cùng pha với K bằng 2 và K bằng 1 và 3 chứ. 2 và 4. Hãy nhớ kỹ là gì? Các cái cực đại mà liên tiếp nhau á trên đoạn thẳng nối hai nguồn thì nó sẽ ngược pha nhau. Ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng là K bằng 0 thì nó sẽ cùng pha với nguồn. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng khoảng cách cái điểm K bằng 0 này nó có tổng khoảng cách đến hai nguồn là bằng 8. Mà 8 của chúng ta thì là bằng một số nguyên lần bước sóng, do đó nó sẽ cùng pha với hai nguồn. Và K bằng 0 là một điểm cùng pha với hai nguồn này. Tiếp theo K bằng cộng trừ 1. Và tiếp theo nữa là sẽ là K bằng cộng trừ 3. Và cứ tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có K bằng cộng trừ 5. Nói như vậy thì ở trên này chúng ta sẽ lấy những điểm nào đây Cường? Thật là điểm 24 rồi. 24. Đầu tiên là em có hình dung được là cái điểm K bằng 0 là nó cùng pha với nguồn chưa? Có rồi. Cùng pha với nguồn. Như vậy, chúng ta chỉ việc lấy những cái điểm nào mà nó cùng pha với K bằng 0 thì chắc chắn nó sẽ cùng pha với nguồn. Như vậy, ngoài K bằng 0 ra thì điểm nào tiếp theo đó nó sẽ cùng pha với K bằng 0 nữa? Còn trừ 2, còn trừ 4 thôi. Đúng rồi, 2, 4. Và thì chúng ta sẽ có bao nhiêu điểm nhỉ? 4 điểm này. Sao 4 điểm? Chị không tính K bằng 0 à? K bằng 0 là 1 điểm này. K bằng cộng trừ 2 là 3 điểm này. K bằng cộng trừ 4 là 5 điểm này. Sẽ đáp án là không có 5 nhỉ? Chúng ta sửa cái này thành 5 đi. Ở đây khi ta học theo cái bài cái chuyên đề nâng cao bài sóng dừng đó, thì sẽ cung cấp cho em một cái nội dung, đó là các cái điểm mà cùng pha khi xảy ra sóng dừng. Các cái bó sóng mà liên tiếp vô nó sẽ ngược pha, ví dụ bó số 0 nó sẽ ngược với bó số 1 nhưng mà lại cùng với bó số 2. Cứ như vậy chúng ta sẽ tính ra. Tiếp theo, cái câu sau thì nó sẽ tương đối khó hơn một chút. Thầy nói lại cái chỗ mà tại sao nó K bằng cộng trừ 5 hả thầy? K bằng cộng trừ 5 là sao? K bằng 0 là 1 điểm này. Kiểu cái gì? Dạ. K bằng cộng trừ 2 nữa là 3 điểm này. K bằng cộng trừ 4 nữa là 5 điểm. À, dạ đúng. Câu 38. Mời Linh nào. Công suất âm cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là cỡ 10W. Máy nghe nhạc cỡ 10W. 10W là ngang một cái loa. Thưa thầy là câu D. Câu D, làm thế nào để được D? Không phải thầy. Không phải. Câu E. Câu A, em làm thế nào để được A? Thứ hai là áp dụng công thức là L bằng 10 log nhân cho B trên Y không 4B nhân R bình này. Đúng rồi, chính xác rồi. L bằng 10 log cơ số 10 này, log B trên Y không 4B R bình. R có rồi này, Y không có rồi này. Chúng ta chỉ việc tìm B thôi. Đúng chưa? Sau đó làm gì nữa? Thứ hai là tìm B, tìm công suất của nguồn âm khi truyền được 6 mét này. Sau khi truyền được 6 mét này. Rồi mình tìm như thế nào đây? Mình tìm như thế nào? Thứ hai là
một trừ cho từ từ hay là một trừ cho không phải một trừ cho không phải không năm một trừ cho không phải không năm tất cả 16 nhân cho bê không tất cả 16 nhân cho bê không mình làm thế nào để được cái đáp để được cái này này nhỉ mình làm thế nào để được cái đây có lẽ thầy sẽ diễn giải ra để các bạn khác hình dung này ban đầu là cái nguồn âm của chúng ta nằm ở chỗ này nó truyền đến cái điểm M đi cái khoảng này nó cách nhau cái điểm đặt ban đầu của nguồn âm á, là tại O nó cách điểm M là 6 mét nhưng mà bài toán cho chúng ta giả thuyết là cứ truyền đi mỗi mét thì cái công suất của nguồn là giảm đi 5% và giả sử ở đây là B0 thì truyền đi 1 mét đầu tiên nó chỉ còn lại là bao nhiêu các em giảm 5% mà tức là còn 95% á nó chỉ còn là 95% B0 thôi truyền đi thêm 1 mét nữa thì nó lại giảm đi 5% thì vậy nên nó chỉ còn lại là 95% của 95% B0 hay nói khác là nó bằng 95% mũ 2 của B0 đúng như nào nhưng mà cứ như thế thì nó truyền đi 6 mét thì nó chỉ còn lại là 95% 100 mũ 6 của B0 đúng như nào bây giờ thay vào thôi 10 10 chúng ta nhân cho log của 0,95 mũ 6 nhân cho B0 của chúng ta là 10 Y0 của mình là 10 mũ trừ 12 nhân cho 4B nhân cho R bình là 6 bình chúng ta được 102 decibel đáp án là A Ly rõ cái này không Ly? Dạ rõ. Câu 39. Bài 9 là mời Quân nào. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai giai đoạn điều hòa. À, bài này là một cái câu về tổng hợp giai đoạn này. À, với liên độ x1 x2 có đồ thị như hình vẽ. Hỏi vận tốc cực đại của vật là bao nhiêu? Câu C đúng thầy. Bạn Cường là câu C. Làm thế nào để được câu C đây? Cường trình bày cho Quân nó nghe xem Quân nó làm lâu quá. Thầy cái nó vuông phe rồi. Thầy là phe nhau chính nhật độ rồi. Một cái thằng đang ở bên dương với một cái đang ở vị trí cân bằng. Đúng rồi, hai giai đoạn này là vuông phe nhau. Delta phi của chúng ta là 90 độ. Hỏi tốc độ cực đại mà, tức là hỏi Vmax mà chúng ta có rằng Vmax thì bằng omega nhân cho a. Hai giai đoạn vuông pha thì chúng ta có a sẽ bằng căn bậc 2 của a1 bình cộng a2 bình. A1 của chúng ta này nó là 4, a2 của chúng ta này nó là 3. 3 cộng 4 là 5. Bây giờ mình tìm omega nữa thôi. Omega thì chúng ta sẽ dựa vào cái trục thời gian từ đây đến đây là chúng ta đã được một chu kỳ, một chu kỳ của mình là 4 giây. Thế thì omega của mình sẽ bằng 2 pi chia cho 4, tức là bằng pi chia cho 2. Thế thì mọi thứ đã rõ hơn rồi, chúng ta có là omega thì bằng pi chia 2 mà biên độ của mình là 5, vậy thì Vmax là 25 à 2,5 căn 2 cm trên giây. Được chưa? Câu 40. Thầy thầy có vuông pha này. Sao hả? Sao mình nhìn thấy nó vuông pha thế này? Để biết cái độ lệch pha như thế nào thì chúng ta sẽ dựa vào
một cái thời điểm nào đó bất kỳ ở trên đồ thị, ví dụ chúng ta dựa vào thời điểm này chẳng hạn. Tại thời điểm này chúng ta nhận thấy cái dao động x2 của mình nó đang ở biên dương của nó, tức là pha của nó đang bằng không. Cái dao động x1 của mình nó đang đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương, và pha của nó đang là trừ pi trên 2. Một cái động pha đang là không, một cái động là pha đang là trừ pi trên 2, thì rõ ràng hai cái động này vuông pha nhau rồi. Như thế nào? Câu 40. Cường. Ủa là ví dụ hình đoạn đó là làm được đáp án là bao nhiêu? Thì ví hình nó ra rồi. Ví hình nó không ra hả? Đấy là ví một cách nào làm nó ra nhưng còn không biết sao rồi. Linh làm được chưa? Dạ. Làm được câu 40 chưa? Dạ, bằng phong chỉ mà em không hiểu rồi. Đặt vào một đoạn mặt AB gồm có điện trở R này, thuận cảm không thuận cảm với thụ điện, thì ta vẽ cái mặt ra. Mặt của mình gồm có R. Mặt AB của mình gồm có R này. Có thuận cảm nhưng mà không thuận, rồi chúng ta có thêm thụ điện. Người ta gọi N là điểm nằm giữa điện trở với cuộn dây, như vậy đây là N. M là điểm nằm giữa cuộn dây với tụ điện. Điện áp tức thời UAM vuông pha với UNB. UAM vuông pha với UNB. Và chúng ta có UAM bằng UNB bằng 30 căn 10V. Hỏi giá trị của U. Nãy giải thích nó chỉ như thế thôi. Bài còn cho ta một thông tin nữa, đó là R lớn bằng R nhỏ. R lớn bằng R nhỏ. Những bài toán mà người ta cho chúng ta giá trị hiệu dụng này, cho chúng ta độ lực pha, thì chúng ta có thể nghĩ đến giải nô vectơ. Giải nô vectơ ta vẽ và ta xử lý thôi. Ở đây thì sẽ vẽ dạng đồ nối đuôi nhau. Chúng ta xuất phát từ A. Từ A chúng ta đến đến N là chúng ta đi qua điện trở mà, em phải vẽ nằm ngang. Tiếp theo, từ N chúng ta đi qua M là chúng ta đi qua một cái cuộn dây. Cuộn dây không không thuận cảm, và thì chúng ta phải vẽ nó tương tự như một cái đoạn mạch gồm điện trở nối tiếp với cuộn dây, để ta vẽ cuộn dây hướng lên. Như vậy chỗ này nó là U UR này. Chỗ này nó là U R nhỏ này. Lưu ý là hai đoạn này bằng nhau bởi vì cái lý do là R lớn bằng R nhỏ. Điểm này là M, điểm này là A, điểm này nó là chính là N. Như vậy vector này nó chính là vector NB A AM. Đây là UAM. Từ M chúng ta đi qua tụ điện, chúng ta chỉ việc vẽ xuống thôi. Như vậy điểm này là B. Nối lại, đây là UAB. Mặt khác bài toán còn đề cập đến UNB nữa mà. Chúng ta vẽ UNB một lần nữa cho ra được UNB. Đấy, cái dẫn đồ vector chúng ta như vậy. Trong đó UAM thì bằng UNB, như vậy là hai cái đoạn này là bằng nhau này. Bài toán yêu cầu ta tìm UAB, tức là tìm cái đoạn này.
Và đây là giảng đồ vector của chúng ta, chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đây chúng ta đã quy về một cái bài toán vật lý thành một bài toán hình học thôi. Cường nhìn giảng đồ này đã có cái hướng xử lý chưa? UL bằng UR bạn thầy. UL bằng UR. Ở đâu mình có điều đó? Chứng minh ra thôi. Chúng mình theo tam giác. UL bằng UR nào, R lớn hay R nhỏ? Bằng hai cái luôn rồi. Chứng minh như thế nào? Từ 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 BN thầy kiếm một đường. BN kiếm một đường. Nó vuông nó vuông góc với BM được rồi, đúng vuông góc AM được rồi này. Bởi vì đề bài cho UAM vuông góc của UNB. Đúng chưa? Dạ. Mà làm vậy xuống điền thông tin vào. Hai. Rồi sao nữa? Hai cái tam giác gọi ngay cái chỗ đó điểm H của điểm K thôi. H với K. Chỗ này là N rồi mà K là... gì nữa? H là ngay chỗ vuông góc, còn K ngay giữa MB thôi. Cái điểm vuông góc này MB thôi. Đây hả? Dạ. HK. Rồi, chứng minh sao? Tam giác AKB thôi. Là A... bằng với cái tam giác BHM. AKB bằng tam giác A. AKM thôi, AKM. Rồi, ghi lại đã này. Tam giác AKB bằng tam giác AKM thôi. AKM bằng tam giác BHM. B BHM. Rồi chứng minh cho các bạn xem nào. Cạnh hiên góc nhọn thôi. Hay là góc vuông rồi. Cạnh hiên góc nhọn. Giờ ý của bạn Cường như sau này. Bạn xét cái tam giác là AKM. A K M với cái tam giác đó là BHM. Nó có góc M là góc chung. Nó có góc M là góc chung. Đúng chưa nào? Còn cạnh hiên là cạnh nào đây Cường? Ấy là cạnh cạnh MB với gì một lộn lộn thôi, cạnh gì bấm màu rồi Linh. Rồi Cường nghỉ 30 giây chờ Linh bổ sung. Giảng đồ vector như vậy thì bạn Linh xử lý như thế nào? Lộn tam giác mất rồi. Cái tam giác BKN thôi, BKN em lộn. BKN. Rồi đây, ta xóa ta sẽ làm lại này. Ý bạn Cường là bạn làm lại như sau, bạn có cái tam giác AKM bằng tam giác BKN. Ở đây thì bạn sẽ chứng minh như sau này. Thứ nhất là chúng ta có AM nó bằng BN. Theo giả thuyết của bài toán là đều bằng là 30 căn 10 volt. Thứ hai nữa bạn có thể chứng minh được là gì nào? Trong cái tam giác BNK chúng ta có góc mà thầy tô màu hồng ở này, và góc này là hai góc đối đỉnh nên nó bằng nhau. Nó sẽ dẫn đến một điều rằng là cái góc B của cái tam giác BNK nó phải bằng cái góc A
của cái tam giác AMK, tức là chúng ta có góc B bằng góc A. Và điều này chúng ta sẽ có được là hai tam giác này bằng nhau. Có phải Cường, bạn Cường chứng minh như thế không Cường? Dạ đúng rồi thầy, nãy đặt luôn á, nãy nhìn nhanh quá luôn. Nếu đã biết nó bằng nhau thì mình sẽ thu được những cái thông tin gì? Tìm được cái UR lớn với UR nhỏ thôi. UR lớn với UR nhỏ, nó như thế nào? UR do là UR lớn UR nhỏ nó có mối liên hệ với UL là bình phương cộng lại là bằng căn bình phương cộng lại là bằng M thôi. M bằng 30 căn 10 rồi, nên tìm được hai cạnh đấy. Tìm được hai cạnh đó. Đầu tiên là chúng ta dựa vào cái phép chứng minh của mình là hai tam giác AKM với tam giác BKN là hai tam giác bằng nhau. Thì chúng ta có thể suy ra một vài cái thông tin về về các cái cạnh bằng nhau. Ví dụ như AM bằng BN là bằng 30 căn 10 rồi này. Đúng không? Ngoài ra chúng ta còn có thông tin là gì nữa? KB nó phải bằng, KB thì bằng gì anh này? KB của chúng ta, KB thì nó sẽ bằng đoạn nào đây Cường? AK này. Chính thức KB điện thoại. KB nó bằng gì? Bằng AK. KB bằng AK. KB bằng AK. Bằng 2 lần. Bằng 2 lần là bằng 2 lần 30 căn 2 này. 2 lần 30 căn 2 vôn. Bạn có yêu cầu mình tìm gì nào? Giá trị của U. Có KB rồi này. Có AK rồi này. Mà AK của chúng ta nó chính là cái giá trị gì đây Cường? AK trên vẽ của mình nó chính là gì? Là R rồi, bằng U, bằng U luôn thầy. AK của mình trên vẽ nó chính là tổng hai cái R đúng không? Thì nó bằng một, nó bằng hai lần UL luôn á thầy. Đúng rồi, vậy chúng ta sẽ có UR lớn bằng UR nhỏ bằng 30 căn 2. Đến nào thì hầu như các cái thông tin đã rõ ràng rồi đúng không? Và thì thay vào chúng ta sẽ tính được U bằng bao nhiêu? Linh, bấm máy tính xem. Dạ là bằng 120V. 120V. Sẽ 10 rồi. Tính là xem Linh. Số 10 vậy thôi, số 10 tiếng 2 nha. Đoạn AK của mình là bằng số 10 tiếng 2 đúng chưa? Dạ. AK của mình là số 10 tiếng 2 đúng không? Dạ đúng rồi thầy. KB của mình thì bằng số 10 tiếng 2. Lấy máy tính là tính thôi. AB nó là cạnh hiền. AB là AK nhân cho căn 2 mà đúng không? AB là mình AK nhân căn 2 ở đúng đúng không ạ? Thì 60 căn 2 nhân căn 2 là bằng 120. Ủa. Căn 2 nhân căn 2 là bằng 2 nhân cho 60 bằng 120 chứ Cường. Cường bấm lại xem. Đây này, căn bậc 2 của mục của 60.
Em tính sai thôi. Như vậy ở cái đề này nó chỉ có một cái câu dẫn đồ vector này, chúng ta phải tính hơi 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 dài một xíu, thật ra cũng không dài. Nếu chúng ta vẽ ra, chúng ta chọn chúng ta chứng minh các tam giác bằng nhau, chúng ta sẽ làm cũng nhanh thôi. Ở đây thì chúng ta chọn vẽ theo kiểu ngẫu nhiên thế này thôi, thường thì chúng ta sẽ vẽ nối đuôi, còn nếu vẽ nối đuôi mà làm không được thì chúng ta chọn là vẽ chung góc. Thật ra không có quy tắc nào chung để chúng ta phải vẽ các vector cả. Thường với cái đoạn mạch người ta cho RLC theo thứ tự đó, chúng ta mạnh dạn chúng ta vẽ nối đuôi thôi. Còn những cái đoạn mạch mà ta cho theo thứ tự các cái phần tử nó không không phải là RLC thì chúng ta phải phải cân nhắc, chúng ta phải vẽ thử thôi. Được rồi, chúng ta sẽ dừng bài học lại ở đây, ta sẽ lưu video lại. Chào tất cả các em.